Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi là Ngô Ngọc Trâm, ở số nhà 26 ngõ 119 Hồ Đắc Duy, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tôi, chồng tôi là bị run tay mấy năm nay. Do đó là tôi rất băn khoăn muốn tìm một cái phương pháp chữa bệnh cho chồng tôi. Bản thân tôi thì cũng bị đau đầu gối, rồi một số những bệnh khác nữa. Thì được cái thông tin ở trên mạng, cho nên tôi đã tìm đến 67 tài triệu. Và được thầy Dư Quang Châu hướng dẫn. Sau đó thì tôi cũng theo học lớp thập chỉ liên tâm căn bản và nâng cao của cái khóa 224 vừa rồi. Tôi về tôi chữa cho chồng tôi. Chồng tôi là Phạm Ngọc Linh, ngồi bên cạnh tôi, năm nay là 73 tuổi, 72 tuổi. Thì anh mới bị rung tay 2-3 năm nay. Tức là tay thì cầm những vật nhẹ, ví dụ như là ký, văn bản là mình run, rất run. Và tôi đã tìm đến lớp và gặp được thầy Dư Quang Châu. Thầy có hướng dẫn cho tôi là trường cặp đá nóng vào gan và trường cặp đá lạnh vào vùng tiểu não. Thì sau thời gian tôi làm 5 lần cho chồng tôi thì tôi thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Là lúc đó là chồng tôi khỏi khoảng đến 60%, tức là chứng biết nó đã đỡ hơn rất nhiều. Phải nói là tôi là một quân nhân mà cũng tham gia chiến trường ở miền Đông Nam Bộ 14-15 năm. Thế với cái quy luật tuổi tác và cũng như là hoàn cảnh môi trường của cuộc sống trong quân đội và trong chiến tranh, thì như chúng tôi ở mức độ này mà không có bệnh mới là lạ. Thực tế đó là như thế, đó là quy luật cả thôi. Thế nhưng mà có cái điều ấy là tôi bị bệnh này như và tôi nói ấy, thì đúng đó là một trong những cái bệnh của thần kinh. Mà cái này nó tác động từ chiến tranh, từ tố chất của con người, rồi khỏi điều kiện khác. Thế nên ấy, về Tây Y thì tôi cũng đã đặt vấn đề, vì tôi là cũng nói thật với các vị là tôi là thời binh nghiệp, cả đời binh nghiệp và cũng lên được đến cấp tướng đấy. Thế nên là 108 là các anh cũng thuộc về đối tượng quan tâm, nhưng mà thực ra mà nói cũng chưa có giải pháp giải quyết. Thế nhưng mà đây thôi thì qua các ta thường có cái câu là bệnh thì phải gặp thầy. Đúng ra mà gặp thì có khi là đó là tốt. Thế thì đây là tôi cho, như vợ tôi nói là kết quả bước đầu. Và tôi với vợ tôi là rất phấn khởi. Phải nói thật như thế, như thế. Nhưng mà cũng phải nói thêm với thầy Châu như thế này. Là cái tác động của ban đầu mà giảm được 50-60%, đó là hiệu quả tích cực. Thì sau khi trường 5 ngày thì tôi thấy đỡ như vậy. Nhưng một cái kết quả rất là vui là chồng tôi nói rằng cái đầu của chồng tôi trước kia là sờ chỗ nào cũng đau. Bất kể cái chỗ da đầu nào nó cũng vô cùng đau. Nhưng sau khi trường đá xong thì mấy lần đầu tiên là nó chạy lên đỉnh đầu, nó vuốt đỉnh đầu. Nhưng sau đó thì nó êm hết và bây giờ đầu rất nhẹ nhõm. Và người rất là nhẹ nhõm, ngủ ngon. Thì như thế tôi thấy là cái phương pháp đó bước đầu là rất hiệu quả. Và nếu như theo như thầy nói là ở trong miền Nam, cái phương pháp trường đá lạnh có những người Pakistan đặt vào cái là hết run tay ngay. Cho nên tôi vô cùng hy vọng là trong cái lần này tôi sẽ học một cái cách làm đá lạnh của thầy để chữa cho chồng tôi khỏi một cái bệnh run tay hoàn toàn. Tôi vô cùng cảm ơn thầy Dư Quang Châu và các thầy giáo ở trong lớp thập chỉ thiên tâm đã hướng dẫn cái phương pháp chữa bệnh vô cùng hiệu quả này. Thế thì cũng mong thầy và các vị nghiên cứu để hướng như thế nào. Mà nếu mà chữa tôi mà chữa được thì đấy là một cái ơn rất lớn.
đối với cái công việc mà chữa của ta theo cái hướng như thế này. Tôi xin cảm ơn hết. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.